Xin kính chào các bạn vị, mình vừa về đến Việt Nam và thứ đầu tiên là mình đã mượn được trên tay nhanh một cái chiếc siêu phẩm cũng đến từ Hàn Quốc xẻng. Đây là chiếc Z5 Prime và Z5 Prime thì là có lẽ là con bài để đánh trực tiếp vào chiếc Oppo A39. Nếu như ở phân khúc trên một chút chúng ta có sự đối đầu giữa F1S với lại cái chiếc Z7 Prime. Ngay khi Oppo ra máy mới thì Samsung đã kịp thời. Là mình sẽ so sánh nhanh hai chiếc máy này xem là như thế nào. Về cái thiết kế bên ngoài thì các bạn sẽ nhận ra ngay là Oppo to hơn một chút vì màn hình là 5,2 inch, còn Z5 Prime chỉ có màn hình là 5 inch. Đặt lên đây thì Oppo có phần nhỉnh hơn về kích thước cả bề ngang và cũng như là chiều dài. Cảm giác cầm nắm của hai máy đều tốt và không có điều gì gây khó chịu. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy đây là trong thiết kế Z5 Prime nổi bật nhất là nó sẽ có phím home, đi kèm cảm biến vân tay. Và đây là dạng vân tay một chạm, trong khi đó khác với lại F1S thì cái chiếc Oppo Neo 9S này sẽ không có cảm biến vân tay. Khi đặt ở so sánh ở phía sau thì cái chiếc Z5 Prime hay là cái chiếc Neo 9S đều sử dụng ngôn ngữ thiết kế giống y hệt cái người đàn anh của mình, không khác một chút nào. Và cái cách bố trí của hai bên cũng tương đồng với nhau. Kim loại giữa trên dưới sẽ có miếng nhựa để bắt sóng anten tốt hơn. Và ở đây thì cái chiếc Z5 Prime ta sẽ có loa ở phía bên phải cũng tương tự như là Z7 Prime. Riêng với Oppo thì mọi người sẽ được trang bị chúng ta đó chính là cả hai khay SIM mà thẻ nhớ cùng về một phía. Mình sẽ nói về cái phần màn hình bên trong một chút. Ở đây thì khác biệt về kích thước, tuy nhiên thì độ phân giải là tương đồng với nhau. Chúng ta đều là HD 720p. Về chất lượng phần hiển thị ở đây thì mình đã hơi nghiêng về Z5 Prime một chút. Với cái màu sắc nó thể hiện là khá tươi, đậm đà, cũng như là chúng ta sẽ thấy là cái nó trông có phần là chi tiết nó sắc nét hơn. Một thời gian nữa mình sẽ đánh giá cụ thể hơn khả năng hiển thị ngoài trời cũng như độ sáng các máy xem nó như thế nào. Về cấu hình thì có lẽ là cái chiếc Oppo này đang có nổi trội hơn về phần là nó có tận 3 GB. Còn trong tầm tiền này Samsung chỉ trang bị cho nó là 2 GB trên chiếc Z5 Prime. Và hai bên sử dụng hai con chip khác nhau. Oppo sử dụng chip MediaTek, còn Samsung lại tiếp tục sử dụng chip Exynos của riêng nhà sản xuất này. Về ngoài cái yếu tố đó ra thì cả hai chiếc máy đều chạy trên nền tảng Android được tùy biến với giao diện riêng. Các bạn sẽ được trải nghiệm những tính năng cũng tương tự như là cái chiếc Oppo M1S hay là chúng ta sẽ có chiếc Z7 Prime. Về camera này thì có lẽ đây trong tầm tiền này thì cái chiếc Z5 Prime đang gặp phải một cái trở ngại rất khó khăn. Khi xét về các tính năng thì nó thua khá nhiều so với chiếc Oppo Neo 9S của chúng ta. Neo 9S thì đi kèm với rất nhiều các tùy chỉnh từ chụp ảnh chuyên nghiệp, rồi chúng ta sẽ có khả năng chụp ảnh RAW vân vân. Và cả hai sản phẩm này cũng đều đánh mạnh vào khả năng chụp ảnh selfie. Thì mình có một vài tấm thử selfie cho các bạn xem là chất lượng nó như thế nào. Oppo Neo 9S sẽ có dung lượng pin là 2900 mAh, còn cái chiếc Samsung Galaxy Z5 Prime sẽ có dung lượng pin là 2400 mAh, cũng phù hợp với hai cái sản phẩm là chúng ta sẽ có hai cái màn hình kích thước khác nhau. Đây là bài trên tay và so sánh nhanh cho các bạn xem qua một chút về hai chiếc máy này. Còn thực tế ra mà nói thì chúng ta phải đợi trong tương lai khi mà mình sử dụng được lâu hơn thì sẽ đánh giá xem là cái chiếc Z5 Prime như thế nào. Oppo Neo 9S cũng xứng đáng với giá tiền các bạn khi mà cả hai bên đều quá nổi tiếng với người tiêu dùng và đều có mức giá y hệt nhau. Vậy các bạn sẽ bình chọn cho Neo 9S hay các bạn sẽ lựa chọn Z5 Prime? Hãy vote ở góc màn hình. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.